Xin kính chào quý bạn. Tôi đang cầm lái chiếc Toyota Vios. Đây là phiên bản số sàn 2019. Hôm qua tôi có đọc một bài báo khá là hài hước khi mà một số phóng viên giật một cái tít, thật sự là rất kêu. Toyota Vios giảm 75 triệu, ngang bằng VinFast Fadil. Thì thật sự cái 75 triệu này nó như thế nào? Ngày hôm nay thì tôi rất muốn chia sẻ đến quý bạn cái chương trình khuyến mại thực tế của cái dòng xe Toyota Vios này trong tháng 5 và tháng 6. Như các bạn đã biết là Toyota Vios hiện tại thì có tới 3 phiên bản đang được bán chính thức tại thị trường Việt Nam, bao gồm Vios số sàn này, Vios E số tự động và Vios G số tự động. Chiếc xe mà tôi đang lái là Vios E số sàn, có giá bán niêm yết là 531 triệu trên toàn quốc. Hiện tại trong tháng 5 và tháng 6 này thì cái chương trình khuyến mại của cái dòng xe Vios nó ra sao? Thứ nhất là đối với cái phiên bản Vios E, cả số sàn, cả số tự động các bạn nhé, thì chúng ta sẽ được giảm giá bán trực tiếp và tiền mặt. Nó loanh quanh rơi vào khoảng 40 đến 45 triệu tùy từng màu và tùy thời điểm. Đấy là thứ nhất. Có nghĩa là cái giá xe các bạn chỉ thanh toán thực tế nó rơi vào khoảng tầm 490 đến 495 triệu. Đấy là giá thanh toán thực tế. Ngoài ra thì xe được tặng thêm rất nhiều phụ kiện. Ví dụ như các bạn thấy đây, đây chính là đầu DVD mà Toyota Việt Nam đã tặng kèm cho tất cả các phiên bản Toyota Vios E. Ngoài DVD này ra, chúng ta sẽ có thêm một cái camera lùi nữa này. Sau đó thì các bạn sẽ được khuyến mại thêm một bộ ghế da được nhập khẩu. Sau đó thì sẽ về bọc tại Việt Nam. Đó chính là cái gói khuyến mại đến từ Toyota Việt Nam. Còn lại ở một số đại lý khác, ví dụ như Toyota Thăng Long chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tặng thêm nữa một cái bộ dán phim cách nhiệt nhập Mỹ bảo hành 10 năm, một bộ thảm trải sàn da cao cấp, một chiếc camera lùi, một chiếc camera hành trình có tích hợp cả hành trình quay trước sau và có GPS để báo tốc độ. Ngoài ra một số các phụ kiện nhỏ, ví dụ như bọc da tay lái này, rồi là bàn phủ xe, thảm để chân, tất cả những cái đó thì chúng tôi cũng đã khuyến mại hết vào cái thời điểm tháng 5 và tháng 6 dương lịch này. Hôm nay là đầu tháng 6, tức là chúng ta sẽ còn khoảng gần một tháng nữa cho tổng cái chương trình khuyến mại của dòng xe Toyota Vios này. Như vậy các bạn thấy này, một chiếc xe số sàn mới 2019 rất là an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành thấp. Chúng ta sẽ chỉ phải thanh toán 490 triệu và được tặng kèm DVD, camera lùi, ghế da, dán phim cách nhiệt, trải sàn, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là rất nhiều. Các bạn thấy Accent hiện tại bây giờ nó đang rơi ở mức số sàn bản đủ các bạn nhé, khoảng 473 triệu. Toyota Vios chúng ta sẽ có 490 triệu, tức là chỉ cao hơn 20 triệu thôi, nhưng mà cũng đầy đủ tất cả các phụ kiện. Có nghĩa là một bài toán rất dễ để cho các bạn đặt ra thôi. Thật sự nói gì thì nói về khoản đồ chơi và thiết kế, có thể là Accent được đánh giá cao hơn Vios một chút. Tuy nhiên thì nếu các bạn đã dùng xe lâu năm và đặc biệt những khách hàng yêu thích cái dòng số sàn này để có thể chạy kinh doanh dịch vụ hoặc chỉ đơn cử là mình thích những cái thao tác đi xe số sàn, thì các bạn sẽ thấy là để mà sở hữu một chiếc Accent và một chiếc Vios chênh giá nhau khoảng 20 triệu thôi thì chúng ta rất dễ để lựa chọn. Tôi khẳng định luôn các bạn sẽ mua Toyota Vios. Tại vì sao? Vios nó có rất nhiều cái điểm nổi bật hơn so với Accent nếu giá bán không quá chênh lệch. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với hệ thống khung gầm dài hơn, và đặc biệt là cái khoang không gian, đặc biệt là cho hàng ghế thứ hai các bạn, thì Vios cực kỳ rộng rãi và thoáng. Đó là điểm mà Accent không thể nào có được. Cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ có một cỗ máy 1.5 cao hơn 1.4 so với Accent, và đặc biệt là cái cỗ máy của Toyota Vios này nó được tinh chỉnh qua rất nhiều các thế hệ, được trang bị cái công nghệ của VTTI, kiểm soát van biến thiên thông minh kép dành cho cả van nạp và van xả, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Tôi có thể khẳng định như vậy. Tôi sẽ ngó qua một chút về cái đồng hồ nhiên liệu. Tôi đang đi ở đường Hà Nội này, có bật đủ điều hòa này. Thì như các bạn thấy rồi, cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái xe Vios này, nếu các bạn chạy đường đô thị, nó chỉ rơi vào khoảng tầm không đến 7 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp Hà Nội có điều hòa. Đấy là một trong những cái điểm mà không phải mẫu xe nào cũng đạt được. Ngoài ra chiếc xe này về tính năng an toàn cũng vượt trội hoàn toàn so với Accent phiên bản đủ, thậm chí là phiên bản cao nhất của Accent nhé. Các bạn thấy xe này sẽ được trang bị phanh ABS,
4 bánh, rồi là 7 túi khí quanh xe, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đó là những điểm cực kỳ hữu ích trên chiếc Toyota Vios này. 7 túi khí quanh xe, các bạn nhé, có cả thêm cái túi khí đầu gối người lái nữa. Điều mà chỉ xuất hiện ở trên những cái mẫu xe Toyota là chủ yếu thôi. Rồi, tôi xin phép dừng cái chút gọi là trao đổi qua với các bạn về cái tin đồn khuyến mại 75 triệu của Toyota Vios là thực hay là giả. Đấy, các bạn có thể nhập được rồi. Tôi chốt lại giá của chiếc Vios E xuống sàn 2019 này: 490 triệu và các bạn sẽ được tặng kèm đầu DVD, camera lùi, ghế da, dán phim cách nhiệt, trải sàn da, thảm để chân, bọc vô lăng và bạc phủ xe, cộng với camera hành trình trước sau. Đó là tất cả những gói khuyến mại dành cho Vios E ở thời điểm tháng 6 2019. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Nếu được thì các bạn hãy vui lòng share, subscribe và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.